Ở đây Đức Phật dạy, khi chúng ta có của cải tài sản vật chất, chúng ta phải chi dụng trong bốn cách. Cách thứ nhất mà chúng ta vừa có tiền của là chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xài là gì? Là phải lo trả nợ cũ. Quý vị biết trả nợ cũ là nợ gì không? Là nợ ông bà cha mẹ. Mình nợ cha mẹ dữ lắm, mình phải lo mà trả. Không phải đời này đâu mà lỡ nhiều đời nhiều kiếp. Theo tính theo luân hồi nhân quả là cha mẹ mình phải làm cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà mỗi kiếp mình nợ một chút mà mình không trả, cho nên bây giờ phải tranh thủ mà trả. Gọi là trả nợ cũ là lo phụng dưỡng cha mẹ. Nhớ dùm sư, điều đầu tiên mà có tiền đừng có nghĩ cái gì hết đó, mà nghĩ ngay đến cha mẹ mà trả. Kiếp này nhiều khi cha mẹ không nuôi mình, nhưng mà có thể đời trước cha mẹ có thể là nuôi mình nợ cha mẹ. Nhớ dùm sư là phải trả nợ cũ. Điều thứ hai là lo tạo nợ mới. Tạo nợ mới là gì? Là nuôi dưỡng con cái. Mình sanh con cái ra không thể bỏ nó được, bù lăn bù lóc là không có được. Phải lo cho nó, lo cho con cái là tạo nợ mới. Điều thứ ba mà chúng ta phải sử dụng là gì? Đổ hố sâu là cũng phải lo cho mình. Mình cũng là một chúng sanh nghe, mình cũng cần phải được bố thí cho mình. Chứ nhiều khi mình lo bố thí cho người khác mà quên mình. Không thể nào mà mình nhịn ăn, nhịn đói, nhịn khát mà đi giúp đỡ người khác, là cái điều này Đức Phật Ngài không cho. Đó là làm khổ mình. Có những người tưởng đâu là mình tâm Bồ Tát vĩ đại, khỏi ăn luôn, nhịn, gia đình nhịn hết, đi làm việc bố thí cũng dường. Có những người dỗ cha thì xem nhẹ, mà nuôi mẹ thì không, mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện là chết. Chết chắc. Đời sau sanh ra có của mà ăn trộm mới lấy. Đi làm từ thiện đi có phước, nhưng mà sao của cải đời sau là bị lửa nó thiêu đốt hết. Qua một đêm nữa sẽ cháy tàn hoàng hết. Rồi lũ lụt ở đâu nó kéo tới nó cuốn trôi hết. Rồi chưa nói là vua quan tịch thu hết, giàu lắm. Bây giờ có những người giàu cái gì không sao, một ngày là tịch thu hết tài sản. Trên trắng tay. Rồi có những người giàu bị cái trộm mới vô nâng cấp hết. Đó là làm khổ mình. Cho nên phải lo cho đổ hố sau. Thứ tư á, là mới chôn của để dành, mới làm phước. Như vậy thì chúng ta phải sử dụng cho nó đúng. Chứ không thể nào mà có của rồi cái mình làm khổ mình. Mình lo mình đi, mình chịu đựng cái khổ để mình làm phước. Mình nghĩ ra đó là tâm mình Bồ Tát. Nhưng mà nó sẽ vô cái nghiệp, tại nhân quả rõ ràng lắm. Mình làm khổ mình hoặc là khổ người là sao? Có những người mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Có tiền cái cho người ta xài khiến. Tức là mình giúp người ta mà mình có điều kiện, quay người ta như trong trống vậy đó. Như vậy thì cái người này cũng làm khổ người khác. Mà làm như vậy đời sau sanh ra thì chắc nhiên mình làm phước là có phước. Nhưng mà chúng ta lại rơi vô cái tình trạng là của cải chúng ta sẽ bị tiêu hao bởi bốn cách. Một là lũ lụt ở đâu nó kéo tới nó cuốn trôi. Đó, bây giờ quý vị thấy những người mà bị lũ lụt cuốn trôi là đó đó. Làm khổ mình khổ người đó. Làm phước mà không có ăn vui gì hết. Sống theo chánh pháp là gì? Những cái gì mà chúng ta làm lợi mình, lợi người, an lạc cho mình, an lạc cho người nên làm. Nghe cho kỹ nghe. Sống theo pháp là khổ mình lợi người không làm, lợi mình khổ người cũng không làm, mà khổ cả hai cũng không làm. Khi nào mà lợi cả hai, đó mới gọi là lấy pháp làm trọng. Tức là cuộc đời của mình, cuộc đời của mình là sống, suy nghĩ, hành động, tam nghiệp của mình phải theo pháp. Tức là chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Rồi cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Đó là chúng ta đang sống theo pháp. Mình là người con Phật, hoàn cảnh nào mình cũng an nhiên tự tại. Giống như Đức Phật vậy đó. Người ta đến người ta khen Ngài thì Ngài cũng như vậy. Mà người ta chê Ngài thì cũng như vậy. Ngài vẫn thương hết. Khen chê phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải điều. Mưa trời nào nể rong riêu, tâm từ vô lượng rải điều chúng sinh. Tức là mình là cái người có tâm từ bi, thì cái tâm từ bi của mình nó phải rải điều hết. Chứ không phải là cái người này mình rải mà người này mình không rải. Mình thương người này mà mình ghét người này, như vậy không phải tâm từ bi. Mà cái đó là thuộc về tâm tham, cái sở thích, ái luyến. Đối với Đức Phật thì không có phân biệt sắc tướng màu da.